Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả. Mời quý vị thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Tân An nỗ lực giảm nghèo bền vững. Huyện Bến Lức tăng cường chỉ đạo phòng chống ngập lụt huyện Tân Thạnh có trên 15.000 hecta lúa đông xuân chìm trong nước lũ. Hiệu quả mô hình trồng rau hữu cơ ở huyện Cần Chùa. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Hiện nay, thành phố Tân An có 584 hộ nghèo, 799 hộ cận nghèo. Để góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2016, Quỹ ban Nhân dân thành phố Tân An đã chỉ đạo từng địa phương về quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn dây, nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác vận động quỹ vì người nghèo trong doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Trong những năm qua, thành phố đã tổ chức thực hiện các hoạt động về nguồn tại các xã điểm với tổng kinh phí là trên 60 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng. Từ năm 2006 cho đến nay, thành phố đã xây dựng được 392 căn nhà đại đoàn kết, với số tiền trên 7 tỷ đồng và sửa chữa 60 căn nhà, với số tiền trên 370 triệu đồng. Dân động quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 3 tỷ đồng xây dựng 62 căn nhà tình nghĩa với số tiền trên 1,8 tỷ đồng, sửa chữa 72 căn với số tiền là trên 1,4 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn cho hơn 180 người với số tiền là trên 160 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố luôn chú trọng để mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, thành phố đã xác nhận về giới thiệu việc làm cho 3.734 lao động đạt 74,86% so với kế hoạch năm trong đó tổ chức hai lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 40 học viên, cho trai chỉ quyết việc làm 317 hộ, với số tiền là 2,545 tỷ đồng. Công ty Điện lực Tân Trụ phối hợp với trường trung học cơ sở thị trấn Tân Trụ và trung học cơ sở Lê Đại Đường, tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh biện pháp sử dụng tiết kiệm hiệu quả và an toàn, Tham gia buổi tuyên truyền có gần 1.000 học sinh và cán bộ giáo viên hai trường. Các em được nghe lãnh đạo công ty điện lực Tân Trụ giới thiệu về ý nghĩa của việc tiết kiệm điện, hướng dẫn cách tiết kiệm điện hiệu quả và các phương pháp để tiết kiệm điện trong gia đình là tắt hết các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện như đèn compact, đèn led, sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời. Ngoài ra, khi mua các thiết bị điện, cần phải có dán nhãn tiết kiệm năng lượng và hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, các em còn được nghe hướng dẫn cách tiết kiệm thiết bị điện thường dùng trong cuộc sống hàng ngày như TV, bàn ủi, quạt điện, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt. Tại buổi tuyên truyền, công ty điện lực Tân Trụ đã tặng 20 phần quà cho những em tham gia trả lời các câu hỏi có nội dung liên quan đến vấn đề tiết kiệm điện. Ngoài ra, Điện lực Tân Trụ cũng tặng 8 phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 5 triệu đồng chủ động trong công tác phòng chống ngập lụt do triều cường dân trong những tháng tới đây ủy ban nhân dân quyền bến lức chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ngập tràn ở những đoạn đê xung yếu các tuyến đường bờ bao thấp tập trung nhiều nhất ở các xã phía bắc của quyền theo báo cáo từ các địa phương, thì trong những ngày qua, một số đoạn trên tuyến đường tỉnh 816 qua các xã Bình Đức, Thành Quà, Thành Lợi đã xuất hiện hiện tượng tràn ngập do triều cường dân. Các địa phương đã có sự chủ động sử dụng nguồn dự phòng và vận động người dân làm các bờ bao chống tràn. Ngoài ra, cũng có một số đoạn đê kênh sẽ ra tình trạng sạt lở, nguy cơ tràn ngập. Các địa phương đã thực hiện các biện pháp khắc phục. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân quyện chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng quyện có biện pháp phối hợp kịp thời với ngành chuyên môn xử lý vấn đề tràn ngập trên tỉnh lộ 816. Các địa phương theo dõi tình hình thời tiết, nhất là diễn biến của triều cường, thực hiện nghiêm việc trực chỉ quy trong những ngày tới, đặc biệt là quan tâm đến những ngày đỉnh triều dân cao để kịp thời xử lý và báo cáo về ban chỉ quy phòng chống lục bão, tìm kiếm cứu nạn quyền khi có tình huống xấu xảy ra, để có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện ông Nguyễn Trí Dũng cùng chớ đoàn công tác của huyện đã có chuyến kiểm tra thị sát thực tế công tác phòng chống lục bão, bảo vệ vụ lúa đông xuân 2016-2017 trên địa bàn huyện. Dù đông xuân 2016-2017, huyện Tân Thạnh đã xuống giống được trên 16.000 hectare, trong đó có trên 7.000 hectare nằm trong các ô bao dựng chắc, còn lại nằm trong các ô đê bao lửng. Những diện tích gieo xạ sớm đến nay đã trên 30 ngày tuổi, trà lúa đang trên đà phát triển tốt. Tuy nhiên, những ngày qua, do thời tiết chuyển biến phức tạp, mưa nhiều, đã làm cho trên 15.000 hecta ở xã Nhân Quà Lạp và Tân Thành chìm trong nước lũ. Hiện nay, các xã như Hậu Thành Tây, Tân Thành, Nhân Quà Lạp, Hậu Thành Đông có nhiều diện tích lúa nằm trong các ô đê bao lửng cũng đang bị đe dọa, có nguy cơ mất trắng, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, huyện Tân Thành chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quyện và xã thị trấn bám sát địa bàn, bám sát dân để xử lý các tình huống xấu xảy ra, theo dõi tình hình mưa lũ nhất là các khu vực sung yếu, đảm bảo lực lượng trực 24 trên 24, chủ động gia cố đê bao bảo vệ lúa đông xuân cho bà con nông dân từ đầu năm 2016 cho đến nay thì các ngành chức năng quyền Thành Quá đã kết hợp với các xã thị trấn trong quyền tiến hành khảo sát, lập dự toán 16 khu làm đê bao lửng với tổng diện tích là hơn 1.250 hecta. Trong đó có 10 khu đã được triển khai thi công theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm và có 5 khu với tổng diện tích gần 290 ha đã hoàn thành. Còn lại 6 khu đang tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân để tiến tới thi công. Ngoài ra thì từ đầu năm cho đến nay, ở xã Thuận Bình, người dân còn tự phát xây dựng hai khu đê bao do phục vụ sản xuất với diện tích 50 hecta. Được biết, theo chỉ tiêu đề ra thì trong năm 2016 này, toàn quyện sẽ phấn đấu xây dựng đê bao lửng cho 1.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần giúp cho người dân có điều kiện chủ động trong sản xuất, đồng thời hợp tác nâng cao hiệu quả kinh tế. Trước tình hình bệnh cúm da cầm diễn biến phức tạp, nhất là các chủng virus cúm nguy hiểm như H5N1, H1N1 gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của người dân và thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Quyền Chính Hưng đã chủ động thực hiện khẩn trương các biện pháp ngăn chặn sự phát sinh và lây lan virus cúm da cầm trên địa bàn, nhất là giai đoạn mùa mưa bão như hiện nay. Toàn quyền Chính Hưng có tổng đàn da cầm trên 327.000 con, được người dân nuôi rộng khắp trên địa bàn. Song để duy trì và phát triển đàn nuôi, nhất là không để dịch cúm xảy ra trên địa bàn, quyền chính hưng tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cán bộ thú y xã thị trấn thường xuyên hướng dẫn người dân cách tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, tuyên truyền vận động người dân không ăn thức canh, không ăn thịt gia cầm bị bệnh chết hoặc không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm bệnh chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cơ sở phía Nam phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em quyền Đức Hòa tỉnh Long An tổ chức tặng quà cho trẻ em dùng biên giới tại đồn biên phòng Tuyên Bình thuộc quyền Chính Hưng tỉnh Long An. Theo đó, đoàn đã tặng 35 phần quà cho trẻ em Việt Kiều có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Mỗi phần quà trị giá 1,7 triệu đồng, gồm sữa, bánh, quần áo cho tiền mặt được biết quan cảnh của các em dùng biên giới còn rất nhiều khó khăn vất vả các em không có điều kiện đến trường trong thời gian qua thì các em đã được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuyên bình dạy từng con chữ hiện nay dù đã được quan tâm hỗ trợ nhưng vẫn còn khá nhiều trẻ em nhất là trẻ em dùng sâu dùng xa dùng biên giới còn nhiều khó khăn do đó rất cần sự quan tâm chăm lo của cả cộng đồng để các em được vui chơi học tập đúng với lứa tuổi của mình Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm tháng 10 năm 2016. Tham gia trực tiếp tại phiên giao dịch việc làm lần này thu hút 25 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhu cầu trên 3.000 lao động. Trong đó, lao động phổ thông chiếm gần 60%, công nhân kỹ thuật chiếm gần 30%, còn lại là lao động có trình độ cao đẳng đại học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của phiên giao dịch, ban tổ chức đã bố trí đầy đủ các điều kiện cho người lao động cũng như doanh nghiệp hoạt động tìm đến nhau như khu vực niêm yết, điểm tra cứu thông tin, khu vực tư vấn lao động, khu vực phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp. Người lao động đến đây được tiếp nhận những thông tin cần thiết về nhu cầu lao động thông qua việc tư vấn của các công ty, doanh nghiệp và các trường cao đẳng, trung học kỹ thuật nghề. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Giám đốc Trung tâm Việc làm Long An cho biết. Qua cái nhu cầu tuyển dụng của lao động, chúng tôi có tổng hợp và phân tích ra các ngành nghề, doanh nghiệp tuyển dụng trên cơ sở đó thì chúng tôi có cái vụ đào tạo nghề thì những ngành nghề mà doanh nghiệp tuyển dụng nhiều thì chúng tôi sẽ tổ chức đào tạo để cung ứng cái lao động cho doanh nghiệp. Kết thúc viên giao dịch đã có trên 6.000 người đến tìm việc làm, trong đó có khoảng 300 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã tổ chức được 20 phiên giao dịch và đã có hàng ngàn lao động tìm việc làm ổn định. Thưa quý vị, với mục tiêu hướng tới một nền nông nghiệp hữu cơ xanh, sạch, an toàn, bền vững, trạm bảo vệ thực vật quyền cần chuột, phối hợp giữa các ngành chuyên môn tỉnh để mạnh triển khai thực hiện mô hình trồng rau hữu cơ trên địa bàn. Bước đầu mô hình đã đem lại những hiệu quả nhất định, giúp cho bà con nhân dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, giảm tối đa việc dùng phân hóa học và làm tăng năng suất cây trồng. Là một trong những hộ dân thực hiện mô hình trồng rau hữu cơ, anh Nguyễn Văn Lăng ở ấp Long Chiên, xã Phước Hậu cho biết khi tham gia mô hình thì anh được hướng dẫn kỹ thuật trồng rau theo hướng Việt Gáp, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, biện pháp phòng trừ và xử lý các loại dịch hại trên cây trồng, cách ủ phân đạm hữu cơ vi sinh giữa nấm Trichoderma. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên rau phát triển tốt, năng suất cao. Anh Nguyễn Văn Lăng chia sẻ. Sau khi sử dụng phân hữu cơ cho cây trồng thì nói chung là giảm được cái chi phí sản xuất, và cái tạo đất và là an toàn sản phẩm cho mọi người Rồi sau ba vụ thì tôi nhân rộng ra trồng trên diện tích rộng và một số bà con xung quanh cũng sử dụng theo mô hình này mô hình trồng rau hữu cơ đã giúp cho nông dân giảm chi phí trong sản xuất tạo ra sản phẩm an toàn tăng thu nhập góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng ông võ hồng phúc trưởng trạm bảo vệ thực vật quyền cần duộc cho biết trình qua cái ý kiến của nông dân thì cũng thấy là cái sử dụng phân hữu cơ thì về cái chương trình này thì thấy trong cái mô hình là kết quả là đạt có lợi có hiệu quả nhận thấy là nên nhân rộng những cái mô hình này trong cái sản xuất để khuyến cáo nông dân áp dụng trong thời gian tới à đây là cũng một là những trong cái chương trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Hiện nay, việc sử dụng quá mức cần thiết các loại phân bón và thuốc trừ sâu hóa học trong sản xuất làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Mô hình trồng rau hữu cơ sẽ làm thay đổi nhận thức, thói quen trong sản xuất rau màu cho nông dân, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng. Sau đây là tin trong nước và thế giới. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn dùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 nhằm dự báo tổng lượng chất rắn phát sinh cũng như xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn và phạm chi phục vụ đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn cho dùng. Theo phê duyệt, dùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thuộc ranh giới hành chính của 7 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự báo giai đoạn từ nay đến năm 2020, tổng lượng chất thải trắng phát sinh khoảng 38.980 tấn một ngày, trong đó chất thải trắng thông thường phát sinh khoảng 36.040 tấn một ngày, chất thải trắng nguy hại phát sinh khoảng 2.940 tấn một ngày. Trong giai đoạn tiếp theo, 2021-2030, tổng lượng chất thải rắn phát sinh dự báo khoảng 59.695 tấn một ngày. Trong đó chất thải rắn thông thường phát sinh khoảng 55.385 tấn một ngày, chất thải rắn nguy hại phát sinh khoảng 4.310 tấn một ngày. Để đáp ứng việc xử lý lượng rác dự báo nêu trên, quy hoạch xác định một cơ sở xử lý chất thải rắn dùng liên tỉnh, cơ sở xử lý Sóc Sơn, Hà Nội với diện tích 257 ha, công suất khoảng 6.000 tấn một ngày tiếp nhận và xử lý chất thải rắn thông thường cho khu vực thành phố Hà Nội, chất thải rắn nguy hại cho các tỉnh thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hương Yên. Ngoài ra, quy hoạch cũng xác định 5 cơ sở xử lý chất thải rắn cấp dùng tỉnh có chức năng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn liên tỉnh với tổng diện tích khoảng 231 ha, công suất khoảng 11.500 tấn một ngày. Theo thông tấn xây Việt Nam, Giám đốc điều hành Hội đồng Chàng Thế giới phụ trách thị trường Trung Quốc, ruột Lan Quang nhận định Trung Quốc sẽ giữ mức tiêu thụ vàng vào khoảng từ 900 cho đến 1.000 tấn vào năm 2017. Dù nhu cầu về kim quang giảm và nền kinh tế tăng trưởng chậm, lại phần nào làm cho người tiêu dùng hạn chế mua vàng. Ông Quang cũng kỳ vọng nhu cầu vàng của Trung Quốc năm 2016 ở mức là 900 cho đến 1.000 tấn. Trước đó, con số này của năm 2015 là 984,5 tấn. Nhu cầu ổn định của quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy giá vàng lên sau một thời gian mất đà trước đồn đoán cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay, làm cho đồng đô la Mỹ mạnh lên. Ông Quang cho biết thêm, có một xu hướng mới trên thị trường vàng là các nhà sản xuất kim quang đang cố gắng tạo ra các sản phẩm vàng sáng tạo và bắt mắt hơn nhằm thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi và tăng doanh số bán hàng. Quý tín giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Long An xin kết thúc tại đây quý vị cũng có thể nghe lại nội dung chương trình này cùng các chương mục khác trên website của đài theo địa chỉ www.la34.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.